Hello các bạn, mình là Trí Nguyễn, mình rất hân hạnh được gặp các bạn ở Khối Xe Channel. Hôm nay mình muốn ngồi ở đây và mình chia sẻ với các bạn vài câu hỏi của các bạn ha, để chúng ta tâm sự thêm một chút thôi các bạn ha. Để coi và cái đầu tiên thì mình cảm ơn các bạn rất là nhiều đã có những cái lời chúc cho cái hành trình vừa qua mà mình đi đưa cái chiếc xe Hurricane màu đỏ cho anh Thanh, thì mọi công việc được suôn sẻ. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều đã có những cái lời chúc tốt đẹp cho mình. Cảm ơn các bạn nha. Ok, và bây giờ thì anh Trí ơi, sao anh chạy xe lúc nào anh cũng quay cửa xe xuống hết vậy? Tại vì mình thích cái âm thanh của cái chiếc xe phát từ ở ngoài vô trong các bạn ha. Thì mình lái xe thì mình rất là thích nghe cái âm thanh của chiếc xe, cho nên lúc nào cửa xe của mình cũng cũng mở xuống ha. Ủa sao chạy xe này không mở cái máy lạnh lên? Tại vì khi mà mình mở cái máy lạnh lên đó thì cái máy xe của mình nó chạy nó gặt thêm nặng hơn một chút ha. Cho nên mình thích cho cái xe mình lúc nào cũng chạy cho nó nhẹ nhàng hết. Và đổ xăng sao lúc nào anh cũng đổ, không đổ đầy bình đi. Thì mình thích cái đổ chừng khoảng 25 đô thôi cho vừa đủ để mình chạy ngày hôm đó. Và khi chừng nào mình đi nữa thì mình sẽ đổ tiếp. Tại vì mình thứ nhất là mình cũng không có muốn cho chiếc xe mình nó nặng cái bình xăng. Thứ hai nữa là mình cũng không muốn cho những cái xăng đó mình đổ trong đó, nhiều khi cả tuần, hai tuần tới mình chưa đụng cho chiếc xe thì chiếc xe lúc nào cũng có cái xăng cũ trong đó. Cho nên mình lúc nào mình cũng muốn cái xăng mà nó mới hết ha. Mình biết rằng là nhiều anh em ở trên kênh Khói Xe rất là mến mình cảm ơn anh em rất là nhiều. Nhưng mà anh em ơi, anh em làm ơn giùm đừng có kêu mình đi gặp những cái kênh nào lớn, hoặc là kêu cái kênh lớn nào đi gặp mình. Mình ngại lắm các bạn, mình ngại lắm. Tại vì mình biết rằng các bạn ở trong thâm tâm của các bạn, trong cái suy nghĩ của các bạn, ồ nếu mà cái kênh lớn mà đi gặp cái kênh mình á thì cái shop của kênh mình nó lên dù mình không cần thiết cái đó các bạn. Mình có anh em ở đây ít hay nhiều không quan trọng, mà anh em mến mình là được rồi ha. Tại vì mình muốn tạo cái kênh mình bằng cái sự nỗ lực của mình. Cái gì cũng vậy các bạn, mình cũng muốn tự bàn tay mình cố gắng mình làm lên được hay không đó là một cái duyên nữa, được hay không là ý trời nữa các bạn, chứ không phải là đi gặp những cái kênh nào lớn xong cái kênh mình lớn, mà cái kênh mình sau này không có đề tài gì hay thì nó cũng sẽ không có tồn tại lâu. Đó, đối với mình đó là mình chỉ muốn cố gắng tự bàn tay mình tạo lên thôi, coi mình có duyên hay là không thôi ha, chứ mình chưa có muốn đi gặp cái kênh nào lớn hết ha các bạn ha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều đã có cái lòng tốt, thật sự cảm ơn các bạn rất là nhiều. Anh Trí hôm nay chỉnh video lên tay hả? Cái câu này, cái chữ lần đầu tiên mình đọc đó các bạn. Thì mình nói chung là mình cũng học những cái từ mà các bạn thông dùng, cho mà những cái từ mà mình lâu quá mình không có nghe thì mình cũng sẽ học hỏi ở các bạn những cái từ ngữ đó. Như lên tai có nghĩa là chỉnh cái clip được chuẩn hơn. Đúng không? Cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Thật ra cái gì cũng vậy các bạn, nếu mà mình bỏ cái tâm huyết vô một chút thì mình sẽ làm được thôi. Các bạn cho mình biết là các bạn có thích những cái clip mà một chút mình ghép nhạc vô một chút không? Nếu mà các bạn thích thì mình sẽ trong một cái clip thì mình có một tí nhạc trong đó cho anh em coi khỏi có cảm giác nó chán không. Nhiều khi mình bỏ một hai cái clip vừa rồi mà có nhạc vô trong đó thì mình nghe mình cảm thấy mình có cái khúc mà có nhạc á, nó cũng làm cho mình hứng coi cái video đó nữa. Thì cái đó là theo cái mình thấy. Thì nếu các bạn thích thì các bạn cho anh biết ha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Lái xe mấy hôm nay phê quá các bạn ơi, rất là mệt. Nhưng mà mới về hôm qua thì hôm nay mình ngồi xuống đây mình tâm sự chia sẻ với các bạn. Cái clip mà mình bỏ lên mình đi hát từng rồi ở ngoài đường phố các bạn, thì mình rất là thích hát các bạn. Hồi nhỏ đến lớn là mình thích Đan Nguyên, mình thích Trường Vũ, mình thích Chế Linh, mình thích những cái dòng nhạc trữ tình bolero, mình thích lắm. Cái đó là một cái mà mình đam mê ca hát lắm từ nhỏ giờ. Hồi đó mình ở trên tiểu bang Chicago thì mình có đi hát với lại một cái ban nhạc ở ở trên đó. Thì hồi đó có
có lần mình đi hát chung với ca sĩ Văn Văn Long nè ha. Ai nữa đây? Ca sĩ Văn Văn Long, một hai ca sĩ nữ kia nữa. Thế Sơn nữa ha, có Thế Sơn đó. Đó đó cũng có đi hát một lần hai lần. Hồi đó mình cái giọng mình hồi đó nó ok hơn giờ, chắc càng ngày nó càng lớn tuổi nó có yếu lại chút. Chứ hồi đó hát chung với anh Thế Sơn thì anh Thế Sơn đi xuống ở phía sau thì anh Thế Sơn có nói là Chí em có cái giọng cũng rất là ok. Cho lúc đó mình cũng vui đúng không bạn, cũng vui. Thì những cái bài nhạc mà mình hát mình không có thể bỏ lên trên YouTube được các bạn, thì nó có bản quyền các bạn ha. Nếu mà mình bỏ lên mà mình ghép nhạc vô thêm tí nữa thì cái nhạc nó đi loãng quá đi, cho nên các bạn nhiều khi các bạn cũng khó nghe. Cho nên nếu mà các bạn thích ca hát đồ này kia, thích hay là thích nghe mình hát này kia thì các bạn qua Facebook của mình ha. Thường thường những cái video mình sẽ bỏ cái Facebook trang mạng của mình mình pin lên trên cái comment ở đầu tiên ở trên đó các bạn ha, thì các bạn lên trên là các bạn sẽ thấy cái Facebook của mình ha. Vợ mới pha cho một cái ly nước chanh mà có tiết, có tắc trong này ha, nước chanh mà có tắc này ngon sợ luôn. Hồi nhớ hồi mấy năm về trước đó các bạn, mình chạy xe chuyển xe siêu xe cho khách á, mình chạy ghê lắm các bạn. Mình nói thiệt mà giờ mình nhìn lại mình sợ mình luôn á. Một tuần mình với bạn của mình có thể chạy khoảng 5-6 ngàn mai, chạy ghê không? Chạy nước Mỹ 50 tiểu bang mà mình chưa có lên cái những cái tiểu bang như Oregon nè, Washington nè, Alaska rồi thôi, còn những cái tiểu bang khác là mình đi bấy hết rồi. Nhưng mà bây giờ mình không có chạy nữa các bạn, mình bỏ. Bây giờ thì chủ yếu là mình làm xe cho anh em, mình kéo xe đi tiểu bang đó, mình kéo xe về mình làm, rồi làm xong cái mình kéo mình bỏ lại và mình quay những cái clip để chia sẻ với các bạn cái hành trình làm và cái hành trình đi rồi này kia cái nọ. Chứ bây giờ mình không muốn chạy kiểu như hồi đó nữa. Hồi đó còn sức khỏe nhiều mà mình ráng mình chạy thôi, chứ còn bây giờ thì mình cũng muốn là an phận rồi các bạn hiểu không? Có nhiều sống nhiều, đừng có làm ra nợ nần nữa là được rồi. Cứ làm ít lại nhưng mà xài ít lại, hưởng thụ cái cuộc sống thêm nữa. Chứ mình không có muốn mà ăn dầm nằm dễ trên đường như hồi mấy năm về trước nữa. Mệt lắm. Bây giờ thì mình ráng để sức để mình có được nhiều sức khỏe, để mình với các bạn ở kênh Khói Xe cùng đồng hành đi một cái chuyến thật dài trong tương lai các bạn ha. Làm nhiều cái clip, nhiều cái video hay hơn nữa để chia sẻ với anh chị em của kênh Khói Xe ha. Và để thay đổi cái bầu không khí thì bây giờ mình đang trên đường đến cái hãng siêu xe này để mình coi cái chiếc xe McLaren 570 cho một người anh em trong kênh Khói Xe. Anh em của chúng ta cùng ngắm chiếc xe này ha. Xe trước của mình nó bị mềm hả? Đâu hết à? Từ là... Hi! Wisconsin! Milwaukee! Yeah! Milwaukee baby! Cái người ngồi lái xe truck đó hỏi mình là tự nhiên cái bảng số xe của mình là nó còn mình còn cái bảng số xe ở trên nhà cũ á, cho nên người ta cũng ở trên đó đó, chắc là giờ ta mua xuống đây cho nên người ta gặp cái bảng số xe đó người ta mới là quan hô phải không. Bye.
mình không có, mình chưa có thay đổi cái bảng số xe. Tại vì thứ nhất, nếu mà các bạn còn nhà trên đó thì các bạn không cần phải nhất quyết là phải thay đổi bảng số xe về cái địa chỉ mới ha, về tiểu bang mới ha. Bây giờ mình có thể dùng nó là cũng như là đi về về ha. Thứ nhất. Thứ nhì nữa là ở tiểu bang trên đó đó, xe mình á, mình đăng ký không có đi đăng kiểm mỗi năm ha. Mỗi năm chỉ gửi cái 2 năm một lần gửi cái check lên cho người ta, người ta sẽ gửi cái số cho cái bảng số, cái số sticker, được gọi là sticker đó, để gửi về cái bạn bỏ vô cái bảng số xe của bạn, các bạn chạy thôi, không có cần đem xe đi đăng kiểm ha. Giống như cái dùng taxi ở đây. Để mình dùng đổ xăng các bạn ha. Hết xăng à. Đâu mình cũng có đem cái túi này theo, cái túi này nó có đựng mấy cái GoPro rồi các bạn ha, đồ đạc cái này ha. Có bạn nói tháp cái này nó bị giật điện cháy xe. Thì theo như cái sự suy nghĩ của mình á, trừ khi chiếc xe mình nó đang nổ máy thì nó có thể thôi, hoặc là cái công tắc xe nó còn mở lên ha. Cho nên cây xăng thường người ta nói là tắt máy đi rồi để bơm xăng. Mới đi giao xe cho anh Thanh về khuya hôm qua. Wow, mình nói thiệt với các bạn, mình cũng không có nghĩ là mình là có người chịu cực chạy xe như vậy mà chạy. Chạy không thể ngờ được. Tại vì mỗi khi mình làm á, cái mình cũng như mình quyết tâm mình làm cho nó xong việc, phải làm, trách nhiệm, phải làm là phải đi. Đó. Đi làm xong rồi mình về mình còn làm công chuyện khác nữa, cho nên khi mà làm gì thì mình chú tâm vô mình làm dữ lắm. Rồi có bạn hỏi anh Trí ở bên Mỹ của cảnh sát cũng ăn hối lộ không? Có nha các bạn, cái đó, cái clip đó mình làm cho nó vui để các bạn xem cái clip, các bạn khỏi cảm thấy không có chán, cũng như có cái gì đó nó hài hài một chút cho các bạn vui. Mà thực tế ở ngoài đời mình là con người cũng rất là hài. thích giỡn chững lắm, thích cũng như chọc ghẹo cà khịa đó. Tính tình mình cũng vậy, cho nên mình làm cái clip đó để mình vẫn chơi với các bạn thôi ha. Cảnh sát ở Mỹ không có ăn hối lộ nha các bạn. Thường thường đó, nếu mà có ăn hối lộ là những quan chức cao hơn nữa mà ăn hối lộ, người ta ăn hối lộ một cách rất là kín đáo. Nếu mà có là cũng như là không có hối lộ kiểu như ngành giao thông đồ này kia, ta hối lộ những cái gì đó cũng như là nó quan trọng hơn, nó bự hơn, chứ không có ăn hối lộ cái ngành lái xe giao thông đồ này kia, không có. Thì ý của mình nói là người ta những cái cấp bậc trên rồi, những cái cấp bậc lớn đồ này kia đó, không biết người ta có ăn hối lộ hay không, nhưng mà theo như mình hiểu biết về ngành cảnh sát giao thông đồ là không có hối lộ ha, không có bị hối lộ. Cái cảnh sát bữa sáng qua thổi mình lại đó là cảnh sát nó gọi là DOT ha. DOT là tiếng Việt, dịch ra tiếng Việt Nam là cảnh sát trọng tải giao thông ha, giao thông cảnh sát trọng tải giao thông, không, sở vận tải giao thông đó. Là nó chuyên môn, nó được thổi xe thường và nó được thổi xe trọng tải luôn, mà nó chuyên về trọng tải ha.
coi ai gọi mình đây. Hả? Con nói sao? Are you there? Are you there? Hello? She left? Left chứ không? She did, okay, okay. Don't open the door con ha. Okay. And you look at the camera outside before so you can so you, hả? Sao con? Okay, love you. Hả? Bye. Bye, love you con. Thì hai thằng con của mình nó đang ở nhà, rồi thằng anh nó mới vừa về mà nó không biết. Thì có cái người phụ nữ bấm cái chuông ở trước, thì nó nhìn webcam thì nó thấy người phụ nữ bấm webcam phía trước thì nó gọi mình. Có thì mình thấy dặn tụi nhỏ là không có gì, không có mở cửa trừ khi mà con thấy những chiếc xe như là xe đưa đồ như là UPS hay là FedEx đó thì con có thể mở thôi, kêu chị hai là anh hai ra mở, còn không là không có mở. Thì mình nhìn trong cái webcam của mình thì mình thấy là cái người đó chắc ta đi vòng vòng, ta muốn bán gì đó, cho nên không có nói, nó không có mở ra vậy thôi. Rồi ngày mai có hẹn với người ta lại nhà trồng cây nữa, sửa chữa cái khung cảnh ở phía trước nhà, rồi xong rồi bắt đầu làm cũng như lót gạch lót men rồi cái đường đi vô cái cửa trước, các bạn làm cho đẹp lên chút các bạn ha. Tự mình khi mà mình làm xe mà mình rảnh chút thời gian mình cũng muốn làm mấy cái đó để cho nhà cửa mình nhìn cho nó đẹp chút, là phía sau nhà nữa. Công việc tôi nói hết cái này đó tới cái kia, hết này tới cái kia. Thì ở Mỹ mà nghĩ ở đâu vậy các bạn, nếu mà các bạn muốn sống tàn thì các bạn không cần phải làm gì nhiều, rảnh rỗi chơi đây đi kia đâu, an phận. Còn mà sống mà muốn cái này kia đẹp đồ này kia thì mình phải chịu cực vậy thôi. À, ông trời không cho mình cái sự lựa chọn hết. Các bạn có các bạn hỏi là ủa sao anh Trí không mướn người nào chạy phụ cho nó vui để đi mình buồn. Thật ra không có buồn đâu các bạn, mình vừa đi mình vừa quay phim mà mình vừa chỉnh phim, mình nó làm cái công việc mà nó rất là nhanh, bụp cái mình về ha, mình đi lên bụp cái mình quay về liền. Nó nhanh lắm. Còn đi cũng như là mình không có làm gì thêm nữa thì nó làm thời gian mình nó lâu, mình cái sự suy nghĩ của mình có nhiều cho nó lâu phải không, nó boring. Còn thì quay vừa xong rồi mình vừa chạy là mình vừa lô cái phim xuống từ GoPro ra cái phone cái điện thoại của mình, xong rồi mình chỉnh rồi mình ấy, nó nhanh lắm, nó làm cái thời gian nó rất là nhanh. Cho nên cũng không có buồn. Với lại đôi lúc mình chạy xe mình cần cái sự yên tĩnh để mình suy nghĩ, các bạn thấy không? Suy nghĩ. Bởi vì mình suy nghĩ nhiều khi ok cuộc sống của mình hôm nay nó như vậy, rồi ngày mai mình làm cái gì để mình vươn lên hơn nữa, mình khá hơn nữa.
hay là ngày mai mình phải làm gì cho cuộc sống mình đừng có tệ hơn nữa, thì cuộc sống mà đâu có biết được. Làm ăn nhiều khi khua lỗ các bạn không? Hôm nay chạy Lambo, ngày mai tuột xuống chạy chiếc Honda Civic, cái bẩn trước rớt lên rớt xuống sao? Không biết được. Đúng không? Các bạn hỏi anh Trí chừng nào anh Trí thay cái remote, chắc cuối năm ấy các bạn, cuối năm ấy phải đặt nữa các bạn ạ. Cái remote mà mình muốn mua là phải đặt chứ nó không có bán sẵn. Chở ba xe ở bên không có ba cái cửa mở lên mà toàn bằng nhôm không ha, aluminum hết nguyên một cái remote rất là đẹp, nhưng mà giá tiền cũng rất là đẹp luôn, 90.000, quá trời tiền. Mấy cái remote đó chơi mà về mà bỏ những cái đèn ở phía trong cái lồng remote các bạn, tối mà bỏ ba chiếc siêu xe lên nó cánh dở lên ha, chụp hình trời ơi đẹp lắm các bạn, ghép nhạc rồi vô nữa ha, đẹp lắm. Mình cũng có bốn đứa con của mình rồi các bạn không, rồi hai đứa lớn bây giờ nó vô trong đại học nè, rồi nó tốn tiền tùm lum la đó các bạn ơi, nhanh lắm. Giờ cha mẹ phải phụ nhiều, được nhiều mình phụ đó chứ không. Đủ thứ tiền hết, cho nên tiền làm vô thì thấy chậm nhưng mà ra một cái này rất là nhanh các bạn. Giờ lớn tuổi rồi, nhiều khi mình xài tiền, mình cũng phải suy nghĩ chừng mực chút chứ. Khi mà có tí tiền cái ăn xài thoải mái, mà khi kẹt rồi nó làm cuộc sống mình nhiều khi nó trở ngược bàn tay các bạn không, vất vả nữa. Cứ cuộc sống mình cứ bình vậy biết là mình rất là mừng, rất là vui các bạn. Tại vì nhìn lên mình không bằng ai, nhìn xuống còn nhiều người ta khổ hơn mình rất là nhiều, kém may mắn hơn như mình rất là nhiều, cho nên mình cảm thấy mình cũng rất là có sự rất là an ủi, rất là mừng. Bao nhiêu mà đủ bao nhiêu thiếu các bạn hiểu không? Bây giờ cảm thấy gia đình mình rất là hạnh phúc, vợ con mình ai cũng mạnh khỏe hết, gia đình mình rất là hạnh phúc. Đó, rồi cuộc sống công ăn việc làm nó cũng có đồng ra đồng vô. Kéo lại. Bê nói chuyện cho các bạn quên hạ số cái chỗ đó để kéo. Cho nên mình được như vậy là mình quá may mắn rồi các bạn ơi. Quá may mắn rồi. Hồi nhỏ ở Việt Nam thôi đi chăn bò, mình đi chăn bò thiệt các bạn không tin hả? Nếu mà các bạn ở Chánh Lưu, các bạn ở Vĩnh Tăng, các bạn ở Tân Quyên, ở Bình Dương á, Tân Quyên, các bạn ở Nhà Đỏ, là các bạn biết là hồi đó là có cái chỗ nó gọi là ông cò nè, rồi ông be nè, rồi cầu Thợ Út nè, rồi cầu Trại Cưa nè, mình lên trên đó mình chăn bò, mình nói thiệt á, từ trên cầu mà mình chúi xuống dưới suối mình tắm á. Mình ở đó là mình nghịch lắm. Rồi thả bò lên trên gò thì các bạn biết trên gò là phần đông là cỏ rồi không phải không? Chỉ có mùa đậu thì mình giữ bò đừng ăn đậu của người ta thôi. Đó, rồi bắt đầu mình ra cái suối, tới đây từ ở trên mà mình chúi xuống suối. Hay. Thank you. Hả? You lost. Thank you.
Thank you. Thì mình kể cho các bạn nghe, có lần thường thường á, thì trời mưa đồ thì ở dưới những cái suối đó nước nó dâng lên á, cao á, thì mình ở trên mình chúi xuống, ok phải không? Thì mình quen rồi. Cái có một lần là trời nó nắng khoảng mấy tuần á, nó không có mưa, cho nên nước nó bị thấp xuống. Cái có bữa mình thả bò ra, cái mình lên trên cái cầu mình nhảy xuống liền, thì mình cứ nghĩ là nó giống như mọi ngày phải không? Thì mình chúi xuống. Các bạn biết không? Khi mà mình ngóc cái mặt của mình lên mặt nước á, là cái mặt mình máu không à, tự nhiên nó trà xuống dưới két á, tự nhiên nước nó cạn á các bạn, nó trà cái mặt mình trà xuống dưới két á, mình ngóc lên nó thôi, cái mỏ của mình, cái trán của mình nó bị lát á, trời ơi máu nó bị rướm, trời ơi nhiều cái mắc cười lắm các bạn, nít mà vô tư. Với lại thích người ta đi, thích đi coi mấy người lớn tuổi á, mấy thằng bạn mà lớn tuổi á, nó lấy trái bom cũng như mua, nó có cái ngồi các bạn, quấn bằng cái bịch ni lông á, cái ra cái suối á, cái đốt cái nó thả xuống dưới suối á, một cái tấm cái nó nổ lên, cái bùm một cái, bắt đầu cái đám nhảy xuống, bắt đầu bắt cá, trời ơi. Hồi nhỏ nói chung là hồi nhỏ ở Việt Nam, con nít bây giờ đó các bạn, con nít bây giờ đó, không biết là nó có cái tuổi thơ hay là không, nhưng mà cái thời thập niên mà của mình nữa, trời, con nít đó, lớn lên nó có nhiều cái tuổi thơ lắm. Trời mưa đi ra bắt cá, trời mưa đi ra bắt dế, rồi đi tắm mưa, tới về tới hai cái kẻ giò nước, nói một câu nghe nó mất lịch sự chút quá, các bạn thông cảm nha, mà nó cất ra ăn giò đó, nó vui lắm, về bị má đánh má chửi quá trời luôn, phá quá mà. Vui. Còn mình con nít bây giờ, cái thế hệ của nít bây giờ là như chơi game rồi à, yeah, tối ngày cứ game mộng không à, đâu đi ra ngoài để nhiều để cảm giác cái tuổi con nít như hồi đó. Sắp tới các bạn, còn 5 phút nữa tới cái hạn đó ha. Đây mới quầy bán đồ mễ các bạn, tháo cồ mấy đứa con mình cũng thích lắm. Nói ba đó thì bữa nào mình vô đó ghé vô ăn ngon lắm. Ta bán mấy chiếc xe truck mà ta bán đồ ăn mễ tây cơ á, gọi là taco, mấy taco ở dưới taxi thì nhiều lắm, ở Florida cũng có, mấy vùng ẩm á thì có cái đó. Lamborghini ở Houston luôn các bạn ha. Chắc chương trình của cái video hôm nay đoạn cuối chắc là chắc quay xe nhiều ha. Là xa lộ 45, xa lộ lớn nè, nếu mà nó bắt đi thẳng lên Dallas luôn ha. Đến nay mai mình rảnh mình sẽ mua thêm mấy cái GoPro nữa các bạn ha, mình mua cái máy GoPro 360, một cái GoPro 9 nữa, và một cái Sony N7000 ha các bạn ha. Cái máy đó để quay những cái clip mà không có di chuyển á, để cái hình ảnh nó được rõ cho các bạn coi ha.
Wow, mình nẹt con cái nó điếc cả đầu luôn các bạn. Chuyên môn bán cột vét các bạn ha, toàn là xe cột vét không ha. Đây là hãng Cadillac. Còn ở đây là hãng xe nhiều lắm. Texas Elite là cái chỗ này. Nằm kế cái hãng xe Cadillac luôn các bạn. Quay kiến lên à. Ok, vô coi gì mới không? Xe đẹp không? Cái hôm nay mình coi chiếc xe nó là McLaren 570 GT ha. Cho một người máy bay. Chở tôi về Việt Nam với, chở tôi về Việt Nam với, chở tôi về Việt Nam với. Chở tôi về Việt Nam với. Về bển để tôi phụ thấy những em ở bên Việt Nam á, lúc này bận quần áo rách rưới rồi thiếu quần thiếu áo, cũng như bận chỗ này chống chỗ kia chống thấy tội quá, để tôi về bển để tôi phụ, để tôi giúp mấy em bận một bộ đồ cho nó hoàn hảo. Hoàn hảo. Cực khỉ hả, chọc thôi các bạn, chọc thôi. Có nhiều bạn hỏi anh Trí có hay về Việt Nam không? Có các bạn, thì mấy năm về lần. Hồi đó ở miền Bắc thì mình mùa Tết á, thì ở trên miền Bắc nó lạnh lắm, cho nên về Việt Nam á, nó rất là vui. Còn bây giờ xuống dưới đây thì qua năm suốt tháng nó giống Việt Nam vậy đó. Cho nên muốn về nào về thôi, tự nhiên với công việc bận cho nên không về được thôi chứ. Có thời gian thì về Việt Nam chứ, quê hương của mình mà. Mình còn bà ngoại và gia đình dì cậu rất là nhiều ở Bình Dương, cho nên có dịp thì về. Nhưng mà sau đây mình về chắc mình sẽ gặp anh em trên kênh Khói Xe rất là nhiều ha. Mình nghĩ rất là vui. Đi quậy ha. Ok, để hút đi thuốc xong mình vô trong mình coi cái xe các bạn ha. Ok, và bây giờ bước vô đây coi chiếc xe các bạn ha.